Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo thí điểm hệ thống quản lý tăng ni Phật tử. Hệ thống này bao gồm 3 phân hệ: ứng dụng di động cho Phật tử, phần mềm quản lý tăng ni và phần mềm quản lý hành chính của Giáo hội Phật giáo. Trong thời gian tới, phần mềm sẽ được thí điểm các chức năng tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên trước khi mở rộng triển khai trên toàn quốc.